ta sẽ cùng nhau nói tiếp về cái câu chuyện của ngày hôm qua. Là một ngày rất là vui dành cho phía chỗ chị Nguyễn Phương Hằng. Tuy nhiên cái vui đó thì nó cũng đâu đó còn một chút cái gợn sóng, cái lăn tăn trong cái bản án. Nếu như thật sự mà có một số anh chị yêu mến chị Hằng thì họ lại cho rằng là bản án tại sao lại cho giảm án ít quá, đúng không? Đó là cái tình cảm mình dành cho chị Nguyễn Phương Hằng. Thì hôm nay sau cái bài phân tích của tôi ngày hôm qua cũng như là cái bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay nói về cái việc là tòa án cấp cao đã cho chị Hằng cũng như anh Quân, Nhi, Hà Tân mỗi người được giảm là từ 3 cho đến 6 tháng. Thì bản thân quý vị thấy đó, pháp luật nó rất rõ ràng thôi. Nếu chúng ta hiểu pháp luật thì cái việc mà tòa án cấp cao họ tuyên giảm cho Nhi, Hà Tân hay chị Hằng thì chuyện đó tôi cho rằng nó cũng rất là bình thường, bởi vì nó được pháp luật quy định hết rồi, đâu có gì đâu mà phức tạp đâu, đúng không? Rồi cái vấn đề tiếp tục đặt ra đó, thì sau khi có cái buổi có cái phiên tòa hôm qua thì như tôi dự đoán đó, là sẽ có một cái lá đơn giám đốc thẩm, và y như rằng là ngày hôm nay thì thật sự cũng có thông tin đó được ban bố ra cộng đồng mạng là sẽ có lá đơn giám đốc thẩm. Và tôi nghe nói rằng là lá đơn giám đốc thẩm đó là được 20 mấy người để mà xem xét nữa. Thì chủ đề hôm nay tôi muốn nói về chỗ là giám đốc thẩm như thế nào, ai được quyền giám đốc thẩm, mà giám đốc thẩm là ra sao. Chúng ta thường hay nghe nói là giám đốc thẩm, vậy giám đốc thẩm là gì, nó có phải là một phiên tòa hay không, không quý vị? Và tôi mở rộng thêm nữa thì tái thẩm là gì, nó có phải là một phiên tòa hay không? Đó là chủ đề của ngày hôm nay. Và đúng như là và đúng như là tôi dự đoán thì rõ ràng là có, sẽ có một lá đơn đề nghị giám đốc thẩm, theo quý vị, bởi vì là không cam tâm, không cam tâm, muốn bỏ tù bà Hằng cho nó nặng hơn nhưng mà không được, đúng không? Không cam tâm. Thì chủ đề hôm nay có 3 nội dung. Nội dung thứ nhất là cái nội dung tôi nói về cái việc là giám đốc thẩm có được hay không và cơ hội thành công là có hay không, chủ đề thứ nhất. Chủ đề thứ hai là tôi muốn chia sẻ với quý vị là về cái chủ đề có một cái luật sư cũng như là những người đang tham gia vào vụ việc chia di sản thừa kế, nhưng mà vì cái lòng tham họ đã làm những cái việc nó không đúng với sự thật, gian dối, rồi cuối cùng lãnh hậu quả là bị khởi tố bắt giam, bởi vì là cái lòng tham của mình muốn lấy tài sản của người khác, rồi làm giả hồ sơ con dấu, và cuối cùng luật sư và những người gian dối đều bị khởi tố bắt giam hết tại thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó là vấn đề liên quan đến cái pháp lý, vừa vụ án của ông Vũ Linh có liên quan về thừa kế, và cũng là một cái vụ án mà chúng ta thấy rõ ràng rằng nếu như đây là một cái câu chuyện thường xuyên xảy ra ở ngoài xã hội, chúng ta cũng nên là rút kinh nghiệm, và tôi sẽ chia sẻ với quý vị ở phần 2. Và phần cuối cùng cũng là một cái câu chuyện, đó chính là phần tâm linh. Không gì? Cái phần tâm linh này đó thì tôi nghĩ rằng hôm qua nay nếu một số anh chị nào mà có để ý đó thì quý vị sẽ thấy rõ ràng là có một phần chút xíu về tâm linh. Tại sao lại thua phiên tòa? Có lý do của nó. Những cái tâm linh hôm qua nay tôi nói đó thì tôi nói hết rồi, tôi không muốn nói lại. Nhưng hôm nay tôi vô tình tôi phát hiện ra một cái điều tâm linh khác nữa mà nếu chúng ta không để ý chúng ta sẽ thua vụ án. Thì câu chuyện tâm linh tôi để cuối cùng tôi chia sẻ hay quý vị. Câu chuyện nó phức tạp lắm mà mọi người không để ý, mọi người không phát hiện ra được đâu, đúng không? Rồi tuy nhiên trước khi đi vào phần chính ấy, tôi sẽ phân tích một số cái nội dung mà người ta đã nói sai về phiên tòa hôm qua. Và tôi cũng muốn nhắc lại, nói gì thì nói, phiên tòa đã kết thúc. Phiên tòa đã kết thúc, vụ án đã kết thúc. Riêng về việc của chị Nguyễn Phương Hằng, bản án đã có hiệu lực pháp luật. Và những gì phát ngôn phải chịu trách nhiệm với những gì mình phát ngôn. Và nếu mình nói sai, mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nghe quý vị ha, tôi xin phép là chia sẻ. Có người lên trên mạng xã hội đưa những cái thông tin tôi cho rằng nó mang cái phần gọi là quy chụp. Và khi quy chụp như vậy đó là làm xấu, làm ảnh hưởng đến cơ quan chức năng và cá nhân của người khác. Và nếu trong trường hợp này anh Quỳnh Quý Dũng
anh ấy có lập vi bằng và anh ấy gửi lá đơn tố cáo tố giác. Tôi cho rằng đây là một trong những cái cơ sở rất là vững chắc cho phía anh Quỳnh Quý Dũng nếu xử lý. Biết như thế này, khi lên phòng xử thì công an dẫn đi và tất cả các tầng đều kín các công an canh gác, tổng cộng khoảng hơn 200 người, hơn chục cảnh sát phòng cháy chữa cháy, 4 nhân viên y tế săn sóc, chăm sóc sức khỏe cho Nguyễn Phương Hằng. Xin thưa với quý vị, chúng ta phải hiểu trong một cái nơi mà có tập trung nhiều người có thể ảnh hưởng về việc y tế, ảnh hưởng về việc hỏa hoạn, thì cái việc cơ quan chức năng tổ chức phòng cháy chữa cháy và đảm bảo về cái mặt y tế sức khỏe cho những người tham gia vào sự kiện đó là điều đó nó rất hiển nhiên, chứ không phải đưa phòng cháy chữa cháy và đưa nhân viên y tế đến để chăm sóc cho bất kỳ một người nào đó. Quý vị thấy nè, ở những cái buổi mà trận đấu bóng đá đi, quý vị thấy có xe cứu thương đúng không? Trận đấu bóng đá trong sân động là có xe cứu thương để cứu thương cho cầu thủ, thậm chí có thể cứu thương cho cả là ban huấn luyện nữa, đúng không? Như vậy xe chữa cháy đến là để xe chữa cháy là để chữa cháy cho hỏa hoạn nếu có, và xe cứu thương để dành cho chăm sóc sức khỏe cho toàn thể những người tham gia vào trận đấu ngày hôm đó, chứ không phải như cái người này nói rằng là 4 nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe riêng cho Nguyễn Phương Hằng. Nói như vậy là người ta sẽ nghĩ như thế nào về phiên tòa, nghĩ như thế nào về hội đồng xét xử, và nghĩ như thế nào về việc là chị Hằng được 4 nhân viên y tế chăm sóc ở đâu ra? Nói như vậy là nói xuyên tạc về cái việc làm của cơ quan nhà nước, đúng không quý vị? Ở đây là công an phòng cháy chữa cháy, họ đến để họ đảm bảo về cái mặt là an toàn phòng cháy chữa cháy, bởi vì tập trung nhiều người, đảm bảo tính mạng, đảm bảo tài sản cho cơ quan nhà nước. Cái thứ hai, phải có nhân viên y tế, bởi vì là tập trung nhiều người sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà ảnh hưởng sức khỏe có thể là ảnh hưởng đến cái việc xét xử của phiên tòa, thì cơ quan nhà nước theo luật là phải tổ chức về y tế, về phòng cháy chữa cháy. Chứ làm sao nói rằng là nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe riêng cho Nguyễn Phương Hằng, đúng không? Nói như thế này là vô tình đã làm cho người ta hiểu sai về cái bản chất của sự việc và nghĩ xấu về cho ngành y tế cũng như là hội đồng xét xử tổ chức ra phiên tòa đó. Đây là một điểm tôi cho rằng anh Quỳnh Dũng là cũng nên cân nhắc chỗ này. Thưa quý vị, phiên tòa đã kết thúc, mọi chuyện đã xong, bản án đã có hiệu lực pháp luật. Nói mà sai, nói trái là bị vi phạm pháp luật đấy, chứ không được đùa đâu nha. Có 8 cô phục vụ nước uống cho toàn bộ 300 người phục vụ cho phiên tòa. Khi các thùng nước suối được bê ra đặt xung quanh phòng xử thì tôi xin một chai uống, thì cô phục vụ hậu cần nói rằng nước này chỉ cho những người phục vụ cho phiên tòa. Không hiểu sao xin con chai mà không cho nữa. Mình đi mình xin người khác mà người ta có nhiều quá người ta không cho thì mình phải nhìn lại mình, tiên trách kỹ thì hậu trách nhân, đúng không? Mình xin người ta mà ta không cho, mình phải nghĩ là mình như thế nào mà người ta không cho. Chứ tôi thấy, tôi đi ra hàng xóm của tôi đó, nhiều khi tôi cũng rảnh rảnh, tôi dắt xe tôi đi chỗ khác rồi mà tôi không dắt xe ra ngoài đường, tôi mới hỏi hàng xóm tôi cho tôi mượn chiếc xe, tôi chạy ra ngoài kia tôi mua đồ. Hàng xóm tôi là sẵn sàng đưa chiếc xe, trao chìa khóa cho tôi cầm tôi chạy luôn, tôi chạy ra tôi mua đồ rồi tôi chạy về, bởi vì xe tôi đi cất rồi. Thật sự vậy đó. Hôm nay cũng vậy, tôi mượn hàng xóm tôi chiếc xe, xem ra đàng hoàng nha. Hàng xóm của tôi là ok, tôi chỉ hỏi mượn nửa câu thôi, hàng xóm tôi ok liền cho tôi mượn chìa khóa xe, tôi dắt xe tôi chạy luôn, xong về tôi trả xe đàng hoàng, cảm ơn. Đó, mình sống làm sao mà mình mượn chiếc xe lên đến là mấy chục triệu mà vẫn cầm chạy được. Đấy, thì ghê không? Mà trong khi đó một chai nước suối thiệt tình là bán có 10.000 đồng không cho. Cái đó mình phải nói rằng là tiên trách kỹ thì hậu trách nhân. Mình làm sao mà để mình xin có chai nước suối mà không cho, không có gì đó là phải coi lại mình, đúng không? Tôi xin một chai vì nghĩ rằng mình cần phát biểu nhiều trong phiên tòa nên xin để cầm theo một chai. Thưa quý vị, mình nghĩ là mình phát biểu nhiều chứ đâu có ai cho phát biểu đâu, bởi vì mình được tham gia vụ án với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ có liên quan thôi. Còn phiên tòa là người ta xử là xử bị can và bị cáo, và người ta xử là để đảm bảo quyền lợi cho bị hại là chính,
mà vụ án này không có bị hại thì người phát biểu nhiều nhất là ai? Bị can và bị cáo, đúng không? Người liên quan thì chẳng ảnh hưởng gì cả, thì bản thân đâu có được phát biểu đâu. Mà nghĩ rằng mình nghĩ thôi, mình nghĩ thực tế hai chuyện khác nhau. Mình nghĩ là chuyện của mình, thực tế được hay không là chuyện khác. Mình nghĩ mình được phát biểu, xin thưa không cho ha. Trời đất ơi, mình nghĩ chuyện của mình chứ. Nhưng mà khúc cuối nè, khúc này là anh Quỳnh Quý Dũng lập vi bằng được nè. Tưởng rằng tổng chi phí của phiên tòa ngày 4 tháng 4 năm 2024 là của ngân sách nhà nước, nên tôi mới uống một chai thử. Nếu là tiền của Nguyễn Phương Hằng và Quỳnh Quý Dũng tài trợ thì một chai nước tôi cũng không dùng. À, xin thưa quý vị, đây là một trong những cái điểm tôi cho rằng là chỗ này anh Dũng cũng phải lập vi bằng lại. Khi tổ chức một cái phiên tòa và đội ngũ phục vụ chi phí toàn là ngân sách của nhà nước, chi phí công an, chi phí những đơn vị khác, cứu hỏa, chữa cháy, cứu thương đều là do ngân sách nhà nước chi trả ra để cơ quan chức năng thực thi cái nhiệm vụ của mình. Ví dụ bên cơ quan trại giam họ đưa chị Hằng, anh Quân đến phiên tòa, chi phí xăng, chi phí tiền qua phà, chi phí tiền qua cái trạm thu phí, chi phí tiền thay lốp xe, các chi phí khác đều do ngân sách nhà nước chi trả. Chi phí hao mòn xe cộ do ngân sách nhà nước chi trả. Chi phí điện nước, máy lạnh, máy quạt nếu có là do ngân sách nhà nước chi trả. Chi phí lương bổng của cơ quan chức năng do ngân sách nhà nước chi trả. Và việc có tập trung đông người là phải phục vụ cái việc là uống nước để có sức khỏe, đảm bảo về mặt thể chất để tham gia vào một sự việc do nhà nước tổ chức để tiến hành xét xử. Và tất cả những chi phí đó là được quy định trong cái luật ngân sách nhà nước, cụ thể hơn là của bên ngành tòa án. Cho nên cái chỗ nói rằng là nước uống tại phiên tòa mà cho rằng là tiền của anh Dũng và chị Hằng, anh Dũng và chị Hằng làm gì có quyền đưa nước uống vào trong cái phiên tòa đó. Thưa quý vị, đây là một điểm tôi cho rằng là đã nói không đúng sự thật nha. Chỗ này nói thì nói, chỗ này là dễ nguy hiểm lắm nha. Không phải phát biểu như thế nào phát biểu đâu. Nếu nó tiền anh Dũng chị Hằng, thế thì câu chuyện đặt ra tại sao cơ quan tòa án lại không sử dụng ngân sách nhà nước. Chỗ này đó người ta quốc được đó. Tiếp theo nè, tòa trễ 2 tiếng vì đợi Nguyễn Phương Hằng đi làm đẹp. Đây là nói xấu cho cơ quan chức năng tòa án đấy. Họ tổ chức ra phiên tòa là họ có cần sự chuẩn bị sắp xếp để tổ chức một phiên tòa có đảm bảo tất cả những người tham dự theo thư mời. Và việc tòa chậm trễ hơn đó chính là cái kế hoạch của tòa đã ban hành theo cái thư mời, đúng không? Hoặc một số sự kiện khách quan nào đó mà tòa có thể là làm trễ hơn. Có thể là tòa chờ bị can bị cáo đến, có thể tòa chờ người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến, hoặc có thể là tòa chờ bị kiểm sát đến. Có nghĩa là mình mời dự kiến tổ chức, còn việc tổ chức như thế nào đó chính là quyền của tòa tổ chức, đúng không quý vị? Mà nói rằng là tòa trễ 2 tiếng việc đợi Nguyễn Phương Hằng đi làm đẹp, nhuộm tóc rồi thuốc nhuộm còn dính trên da đầu, cái này là cái chỗ mà tôi cho rằng là đang làm xấu hình ảnh của cơ quan chức năng khi thi hành công vụ đó nha. Không phải đơn giản đâu nha quý vị, không phải muốn nói gì là nói đâu. Cái này đó là đưa cho cơ quan nhà nước công an là xử lý được đó. À, làm gì có phiên tòa nào mà trễ 2 tiếng đợi bà Nguyễn Phương Hằng đi làm đẹp. Nói như vậy là tính uy nghiêm của tòa án ở đâu nha quý vị? Rồi xong, vào phiên tòa trễ 2 tiếng vì phải đi làm đẹp mà vào tòa rồi còn đợi được thẩm phán chủ tọa phiên tòa ân cần động viên. Hôm nay Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, nhưng vì có đơn kháng cáo của Đặng Thị Hàn Ni nên mới triệu tập bà đến. Do vậy bà không phải trả lời câu hỏi hay chất vấn gì hết. Như vậy có nghĩa là chị Nguyễn Phương Hằng đến phiên tòa ngày hôm nay vì lá đơn kháng cáo của Đặng Thị Hàn Ni chứ không phải vì bất kỳ người nào hết, đúng không quý vị? Và như vậy nếu như Đặng Thị Hàn Ni không có đơn kháng cáo thì chị Nguyễn Phương Hằng không cần phải đến phiên tòa. Đó chính là câu nói của ông thẩm phán. Và hôm nay khi giải quyết vụ án này thì chị Hằng đến phiên tòa với vai trò là người được triệu tập lên nhưng chưa cần thiết phải phát biểu, bởi vì chị không đến đây với vai trò là một bị cáo trong phiên tòa này.
bởi vì chị đã chấp hành án rồi, qua chăng là liên quan đến phần rồi bồi thường trách nhiệm và dân sự, cho nên tòa yêu cầu ra phía sau ngồi là điều đó hoàn toàn hợp lý ha. Thì tôi cho rằng chuyện đó nó cũng rất là bình thường trong phiên tòa xét xử thôi. Khi nào mình mà được tòa triệu tập lên để phát biểu thì mình lên, còn không phát biểu tòa yêu cầu xuống dưới thì mình xuống dưới. Thẩm quyền của chủ tọa phiên tòa là điều hành phiên tòa, chứ đâu có phải là quý vị thấy là muốn ngồi ở đâu là ngồi. Xin thưa là không, mình bước vào tòa án thì tất cả những gì trong tòa đó là do ông chủ tọa phiên tòa và hội đồng xét xử quyết định, chứ không có phải muốn ngồi đâu mình ngồi, đúng không? Lúc tòa hội ý chờ đợi Nguyễn Phương, lúc tòa hội ý khi thay đề nghị thay đổi thẩm phán thì đợi Nguyễn Phương Hằng, tập trung khoảng 20 cán bộ công an ngồi quanh mình để nghe Nguyễn Phương Hằng giảng đạo về kiếp nhân sinh. Cái vấn đề người ta ngồi ở đó trong lúc chờ đợi mà chị Hằng là được người được giám sát, mà chị Hằng không có quậy phá, chị Hằng không có bỏ trốn, chị Hằng vẫn ngồi ở đó để nói chuyện. Đó là quyền tự do của người ta trong lúc chờ đợi hội đồng xử nghĩa án. Thì cái việc mà người ta thấy mình thích, mình thương, mình mến người nào đó, mình lợi đi mình nói chuyện để nghe nói về kiếp nhân sinh. Quan trọng là người nói mà có đến 20 người nghe, cái đó lên là cái hay của người nói. Chứ bây giờ có nhiều người nói họ đâu chịu nghe đâu, đúng không? Cái quan trọng là gì? Cái quan trọng là cái người nói á, thật ra đó phải tạo sức hút thì mới có người nghe chứ. Cái quan trọng là người ta nói mà là có người nghe, chứ còn có những người á muốn nói nhưng mà họ không có chịu nghe, đúng không? Gì đâu mà kiếp nhân sinh gì đó, tại bà nói hay thì người ta nghe thôi, chứ thử bây giờ người nào mà nói không đúng thì người ta có nghe đâu, đúng không quý vị? Có người nó không đúng đó, cho nên là tòa mới đập bàn, tòa không cho nói tiếp đó, đúng không? Rồi khi các phóng viên vào tác nghiệp 15 phút thì Nguyễn Phương Hằng cười ngạo nghễ, đá lông nheo liên tục với ống kính phóng viên chụp hình. Thì người ta thích thì người ta phỏng vấn, người ta thích người ta chụp hình. Cái quyền đá lông nheo là quyền của người ta, tòa đâu có cấm. Trong cái tố tụng hình sự và trong nội quy phiên tòa không có quy định là không được đá lông nheo. Nên tôi nói đúng pháp luật luôn. Tôi đã đúng pháp luật nha quý vị. Nội quy phiên tòa và bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam không có quy định là không được đá lông nheo trong tòa. Ha? Người ta làm được mình là không được thì đặt câu hỏi ngược lại, tiên trách kỹ thì hậu trách nhân. Tại sao mình không được quay phim, chụp hình, phỏng vấn để mình đá lông nheo, đúng không? Còn nhiều cái lắm, tôi nói những cái cơ bản thôi. Ha quý vị. Tôi nói những cái cơ bản thôi. Còn nhiều cái tôi đọc xong tôi cười đau bụng luôn. Tại vì tôi đối chiếu những lời nói này với quy định pháp luật thì tôi thấy nó kỳ cục lắm. Phiên tòa buổi chiều, Nguyễn Phương Hằng thay trang phục thứ hai màu xanh da trời, có đến kim cương hột sòn. Tôi thêm thôi nha, khúc này không có kim cương hột sòn cho tôi bỏ thêm vô, rất lấp lánh. Buổi sáng màu trắng, đóng ngoặc và mở ngoặc. Có một nhân viên quá trang, ở đây đâu có phải là cái sân khấu đâu mà nhân viên quá trang, dùng từ cũng sai nữa. Có một người trang điểm thì nghe nó có vẻ nó hợp lý hơn. Gì đâu mà quá trang, đâu phải sân khấu đâu mà quá trang ở đây, đúng không vậy? Dùng từ cũng chưa chính xác nữa. Có một nhân viên quá trang theo trang điểm, có một người trang điểm đi theo, vậy là chuẩn chỉnh câu từ rồi. Gì đâu mà quá trang, có phải sân khấu điện ảnh đâu mà quá trang ở đây ha, sửa lại chỗ này. Có một nhân viên quá trang theo trang điểm lại cho Nguyễn Phương Hằng vì lúc khóc đã làm xúc keo lông mi giả. Cái vấn đề ở đây nè, đây chỗ này, cái vấn đề ở đây cũng đồng thời là khóc nha, cũng đồng thời là khóc, nhưng cái khóc này của người ta là khóc sung sướng, cái khóc mà được rớt lông mi giả. Còn có những người khóc mà đâu có lông mi giả đâu rớt, muốn có không được, với tuyên bố là không trang điểm mà làm gì có lông mi giả. Còn người ta là người ta có nhân viên để người ta quá trang, đúng không? Có bị quá trang thì mới có lông mi giả chứ, không có quá trang thì làm gì có lông mi giả, đúng không?
cái quan trọng vô tò là tập trung vô những cái điểm chính, đừng tập trung vô những cái điểm nó lơ tơ mơ và nó giống như cái kiểu là nó mang cái hơi hướng là cây lá cành vậy đó. Tập trung vô gốc rễ của sự việc để giải quyết, đừng tập trung vô những cái mà linh tinh lang tan, cái gì mà lông mi giả rồi tóc vàng này. Không có quan tâm, cái đó chỉ là cái bề ngoài thôi, cái bề trọng tâm đó chính là cái vụ việc của mình. Tự nhiên đi bức xúc những cái chuyện gì đâu không, cuối cùng thua phiên tòa là phải rồi. Không tập trung là thua phải rồi. Khi vào tòa hội ý 2 tiếng thì bắt đầu bước lại gần Nguyễn Phương Hằng, đối diện trực diện luôn, khủng khiếp thiệt, trực diện luôn. Đây trực diện nè, hôm nay dám trực diện với chị Nguyễn Phương Hằng nè. Mày là phạm nhân, dùng cái từ không thôi thấy cũng kỳ nữa, yêu thương ghét gì đó mình để trong lòng thôi, nhưng mình dùng từ ngữ nó phải chuẩn chỉnh một chút. Nơi đó là nơi của những người có ăn có học, đúng không quý vị? Nơi đó là nơi của những người có ăn có học. Mình dù sao cũng đã học đến 2 cái bằng rồi, mà 2 cái ngành hot nữa, vừa luật sư rồi vừa bác sĩ, rồi đâu đó là nghe những cái nghề phụ là giáo viên, là CEO, mà mở cái câu, cái từ đầu tiên ra, mày. Xin thưa với quý vị rằng, tiếng Anh thì có là you, mày, là nó, là chúng nó, là tụi nó, you thôi. Đôi khi you nó còn trong những trường hợp khác là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Nhưng mà mình là người Việt Nam mà, mình phải dùng từ nó chuẩn chỉnh. Bạn, chị, hay sao đó, mày, trời ơi, mình có ăn có học mà nói chuyện gì kỳ vậy? Dùng từ này là hết mất cảm tình rồi, đúng không? Trời đất ơi, mày là phạm nhân, ai cho mày sơn móng chân đó, sơn móng chân đỏ chót vậy? Trời ơi, cái chuyện chính mà không chịu quan tâm, đi quan tâm cái chuyện phụ rồi đi thua đó, rồi đổ thừa cho hôm nay xui. Người ta sơn móng chân, cái quan trọng là tại sao mình nhìn móng chân của người ta? Mình ngó không tới hay sao? Mình ngó không tới móng chân của người ta hay sao mà mình nhìn được móng chân của người ta để mình biết là nó đỏ chót vậy? Trời đất, quỷ thần ơi, cái chuyện mà lên tòa phản biện, cầm một sắp giấy báo lên để mà viết, để mà nói, để mà trình bày, không nói thì tập trung như những cái chuyện vậy không mà hỏi thua rồi ráng, đúng rồi, phải rồi, còn gì nữa, đúng không quý vị? Người ta sơn cái kệ người ta. Mà xin thưa quý vị rằng, nói thêm một chỗ nữa, trong pháp luật về trại giam đó, không có quy định nào bắt buộc rằng không được sơn móng chân. Tôi nói thiệt luôn, không thông tin đi kiếm bộ luật tố tụng hình sự và đi kiếm được cái luật quy định về tạm giam tạm giữ đi, có chỗ nào quy định rằng là phạm nhân không được sơn móng chân không? Quý vị kiếm hết mấy ông luật sư Việt Nam đi, có ông nào kiếm được cái chỗ nào mà sống ở trại giam mà không được sơn móng chân? Tôi kiếm chưa ra. Còn ai kiếm ra được thì chỉ giùm tôi một cái, tôi để tôi học hỏi. Tôi nói thiệt tình, tôi kiếm không ra. Tôi kiếm không ra chuyện đó. Cái chuyện chính không lo, đi lo cái chuyện gì đâu không. Chị Nguyễn Phương Hằng mới trả lời và lấy chân gác hẳn lên ghế tòa án để chọc tức và trả lời rằng trại giam cho phép sơn đó. Đó, người ta trả lời đó, đúng không? Đó, bạn hỏi thì mình trả lời thôi. Đấy, trại giam cho đấy. Tiếp tục câu thứ hai. Câu thứ hai tưởng đâu rằng là nói chuyện mình sửa cái từ bạn đi, tại sao bạn sơn móng chân, đúng không? Câu thứ hai cũng tiếp tục. Mày nói trại giam cho mày sơn móng chân đỏ nha, tao sẽ hỏi cục quản lý trại giam của Bộ Công an xem có phải trại giam An Phước cho mày sơn móng chân không nhé. Cái chuyện của người ta, người ta sơn người ta đẹp là chuyện của người ta, mình cũng có quyền sơn, vậy tại sao mình không đi sơn rồi mình đi hỏi người ta, đúng không? Mình cũng có quyền làm đẹp vậy, mình làm đi, cái tự nhiên đi hỏi người ta, chuyện của người ta. Nhìn thấy cảnh 50 cán bộ công an tập trung phòng xử lúc chờ nghỉ án, thấy cảnh cô nữ công an đến xin chữ ký của Nguyễn Phương Hằng thì mới lố bịch. Người ta thích thì người ta xin thôi,
quan trọng là có người sinh, quan trọng là chữ ký của mình mà có người sinh, cái đó mới ghê. Còn có những người mà muốn ký là không cho, cái đó mới là ghê đó, ghê hơn nữa. Có người sinh là mà người ta ủng hộ tôi, là tôi cho hết, xin chữ ký mà. Cầu thủ nổi tiếng xin chữ ký, ca sĩ nổi tiếng xin chữ ký thì người ta cho. Quan trọng là có người sinh. Không, quan trọng là có người sinh. Còn này không được người ta sinh, cái đó mới lạ đó. Thôi quý vị, để tôi chia sẻ cho quý vị đó. Cái chuyện cần mà không chịu đi làm cái chuyện gì đâu không à. Nha. Trong bài viết hôm nay thấy nhiều điểm là nói không đúng về sự thật và có ý là nói xấu về cơ quan chức năng nhà nước đấy, chứ không đơn giản đâu. À, và vụ án đã kết thúc bởi vì bản án đã có hiệu lực pháp luật rồi. Và như vậy rõ ràng là những gì nói không đúng là vi phạm pháp luật nha quý vị ha. Nói chơi mà thật đấy. Gặp tôi như bà Hằng tôi trả lời, tôi không có nói là tại giam cho đâu, mà tôi nói nè, thích thì sơn. Tôi trả lời vậy đó, tại chỉ thích, đúng không? Tại chỉ thích thế thôi. Tự nhiên đi hỏi cái câu gì đâu không. Rồi xong rồi, chưa tâm phục khẩu phục nữa, đề nghị giám đốc thẩm. Mà cái chuyện giám đốc thẩm là tôi đã dự đoán từ ngày hôm qua rồi quý vị đấy, quý vị nhớ không? Tôi lại phiên làm buổi trưa đó, tôi nói là sẽ có giám đốc thẩm cho mà coi, y như rằng luôn. Vậy giám đốc thẩm là gì? Chúng ta thường hay nghe nói với nhau rằng là giám đốc thẩm rồi tái thẩm. Vậy giám đốc thẩm là gì và tái thẩm là gì? Trong tố tụng hình sự Việt Nam chỉ có hai cấp tòa xử thôi, một là sơ thẩm, hai phúc thẩm. Có thể sơ thẩm là tòa cấp huyện, phúc thẩm tòa cấp tỉnh. Có thể sơ thẩm là tòa cấp tỉnh đối với vụ án lớn, thì phúc thẩm là tòa cấp cao. À, rồi. Thế thì cái câu chuyện ra tố tụng hình sự Việt Nam chỉ có hai cấp tòa thôi. Vậy tại sao mình hay nghe nói rằng là giám đốc thẩm, tái thẩm là gì? Xin thưa, giám đốc thẩm và tái thẩm là hai trường hợp đặc biệt, nó không nằm trong tố tụng của hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, mà nó là hai trường hợp xem xét đặc biệt nếu có những gì phát sinh mới. Ví dụ, để có thể diễn ra cái phiên họp giám đốc thẩm là phải có chứng minh được là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, ảnh hưởng đến bản chất của vụ án thì mới có giám đốc thẩm. Hai, tái thẩm. Tái thẩm là khi có phát sinh một cái tình tiết mới, phát sinh một cái chứng cứ mới, mà tình tiết đó, chứng cứ đó làm ảnh hưởng đến đúng bản chất của vụ án thì mới diễn ra cái phiên là tái thẩm. Hôm nay tôi chỉ nói về cái giám đốc thẩm thôi. Thật ra tái thẩm cũng giống như vậy, nhưng mà tôi nói về giám đốc thẩm bởi vì tại sao? Bởi vì là người ta muốn giám đốc thẩm ha. Tôi nói về giám đốc thẩm theo điều số 370 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Giám đốc thẩm là việc xem xét lại bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực của pháp luật nhưng bị kháng nghị và bị phát hiện. À, như vậy phát hiện gì? Phát hiện có vi phạm nghiêm trọng về việc giải quyết của vụ án, là vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng của vụ án. Vậy thì không lẽ là bây giờ một người công dân tham gia cái phiên tòa đó xong rồi họ không đồng ý với phúc thẩm nữa, họ muốn gửi đơn là họ gửi và người ta phải xử hay sao? Xin thưa là không. Khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm rồi, người công dân thấy rằng bản án đó nó vi phạm, nó không đúng, công dân chỉ được quyền làm cái đơn đề nghị. Nè, nó khác với kháng cáo nha. Kháng cáo là mình làm đơn kháng cáo, tòa phúc thẩm phải xử lại cho mình. Ví dụ kết thúc phiên tòa sơ thẩm, mình thấy bản án sơ thẩm đó nó không phù hợp, nó không đúng, mình làm đơn kháng cáo thì mặc nhiên tòa phúc thẩm phải xử lại cho mình, là mình được phép. Còn đối với việc giám đốc thẩm là gì? Là khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm rồi, mình chỉ được quyền làm một cái lá đơn đề nghị thôi. Mà đề nghị ai? Đề nghị người được nhà nước cho phép thì người đó mới có quyền kháng nghị để làm giám đốc thẩm. Như vậy, để giám đốc thẩm được một cái bản án là phải có đơn đơn của người trong cuộc làm lá đơn đề nghị. Rồi cái người nhận đơn đó, họ phải xem xét, họ xem rằng là có đủ yếu tố giống như người đó làm đơn và có đủ căn cứ thì người ta sẽ làm văn bản là kháng nghị. Như vậy kháng nghị nó không mặc nhiên là xử theo ý chí chúng ta mong muốn, mà chúng ta phải được xem xét lá đơn đó, nó có đủ cơ sở, đủ căn cứ rồi thì cái người được thẩm quyền đó họ mới ra một cái quyết định là kháng nghị cái bản án đó. Nào quý vị ha, rất khó khăn chứ không được hề đơn giản đâu nha. Và nên nhớ rằng
để cái người mà có thẩm quyền mà họ kháng nghị cái lá đơn của mình viết, mình phải chứng minh được rằng là vụ án đó có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Chuyện này không đơn giản nha, sinh viên trường luật. Chuyện này không đơn giản nha, cô sinh viên bé nhỏ. Để tôi uống nước nói chuyện tiếp với sinh viên trường luật nha. Mà khó quá, qua luật sư vlog viết dùm cho, miễn phí thiệt. Nhiều khi alo gọi tôi cái tôi viết miễn phí dùm chứ không chừng chứ sinh viên trường luật mà viết giám đốc thẩm cũng hơi khó à. Anh Hòa Lê anh hỏi là sinh viên trường luật là ai, trời đất ơi bây giờ này còn hỏi câu đó nữa. Rồi vậy thì ai có quyền nhận lá đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm đây ha? Một, căn cứ vào điều số 374 bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định những người sau đây có quyền là kháng nghị theo thủ tục là giám đốc thẩm nè. Thứ nhất, chánh án tòa án nhân dân tối cao là hiện tại đang là cái vị Nguyễn Hòa Bình, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao ông Lê Minh Trí có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp cao, là đang xử cái vụ vừa rồi là chị Hằng đó, là tòa cấp cao quận 2, đó chính là tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh, là nguyên khu vực miền Nam đem về đó xử, rồi nguyên khu vực miền Trung đem về tòa ở Đà Nẵng xử, rồi nguyên khu vực miền Bắc là ở ngoài Hà Nội. Theo gia mình có 3 khu vực Bắc Trung Nam. Thì đối với chánh án tòa án tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao là sẽ nhận lá đơn của mình gửi đến đề nghị xem xét giám đốc thẩm đối với bản án xử ở tòa quận 2, xử ở tòa Đà Nẵng, xử ở tòa Hà Nội ha. Vậy thì khi mà gửi lên đến đó rồi đó thì người ta sẽ thực hiện như thế nào? Khi mà mình gửi đơn đến thì người ta sẽ xem xét lá đơn của mình mà có căn cứ mình bổ sung cho lá đơn đó, rồi người ta mới yêu cầu tòa án vừa xử xong vụ án đó đó nộp hết hồ sơ lên cho cái người thụ lý họ đọc và họ thấy rằng nếu như mà đủ cơ sở bằng chứng mới mà có chứng minh được là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng thì người ta ra quyết định là kháng nghị, còn nếu không có thì thôi. Và xin thưa quý vị, có rất nhiều người lợi dụng cái chuyện này để mà cứ nộp đơn lên cho chánh án tòa án tối cao, nộp đơn lên cho viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, cho nên á bản thân để nhưng mà nộp được một lá đơn này mà được chấp nhận á, hầu như cơ hội là con số 0. Bởi vì họ không chấp nhận cái sự thật, đó chính là tất cả các vụ án đều chỉ có hai cấp xét xử là sơ thẩm và phúc thẩm thôi. Thì họ lại luôn luôn không chấp nhận cái sự thật đó. Họ lại lợi dụng cái việc là được giám đốc thẩm, được tái thẩm để họ nại ra một cái lý do nào đó, họ gửi đơn lên cho các vị ở cấp cao hơn. Mà xin thưa rằng khi gửi đơn lên á, hầu như không có chứng minh được là vi phạm tố tụng, hầu như không có chứng minh được rằng là có tình tiết mới, cho nên về cơ bản 1000 lá đơn đâu đó chỉ có một lá đơn có thể được xem xét mà thôi, bởi vì hầu như là không có đấy. Cho nên cái việc á, thua cái phiên phúc thẩm mà là đe dọa gửi đơn lên giám đốc thẩm, xin thưa với quý vị rằng là muốn gửi đơn đâu phải chuyện đơn giản đâu. Viết lá đơn làm sao chứng minh được là có vi phạm nghiêm trọng tố tụng mà. Tôi hỏi với quý vị, một vụ án cơ quan điều tra của một cái thành phố lớn nhất Việt Nam, một viện kiểm sát lớn nhất Việt Nam, một tòa án được xem là cũng là lớn nhất, tôi dùng chữ nhất ở đây ha, tại vì Hà Nội, Sài Gòn coi như là một đi, lớn. Rồi xong rồi là viện kiểm sát của tòa cấp cao, tòa án cấp cao, 5 cơ quan hầu như là đỉnh, mà chẳng lẽ họ làm sai? Chẳng lẽ họ làm sai? Mà trong khi đó bao nhiêu luật sư chấp nhận với việc đó? Cái vụ án chị Nguyễn Phương Hằng có rất nhiều luật sư mà họ không có ý kiến, bởi vì là đâu phản biện được, và chấp nhận chuyện đó.
mà một người nói rằng là phiên tòa là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng thì tôi cho rằng họ phải chứng minh, mà chứng minh cho bằng được nha, chứng minh không được nó kỳ lắm ha, chứng minh không được nó kỳ lắm. Trời ơi, gì đâu mà giám đốc thẩm ghê gớm vậy. Một vụ án nó rất là bình thường và tòa rất nhân văn là gì, áp dụng tất cả các tình tiết để giảm án chị Nguyễn Phương Hằng. Xin thưa quý vị, một số anh chị nói rằng là tôi không cần luật sư đâu, bởi vì là cần luật sư thì không cãi gì được hết. Xin thưa, cái đó là suy nghĩ của những người đang là có những suy nghĩ tiêu cực. Nếu không có luật sư thì làm gì mà giải thích được cho thân chủ rằng là mặc dù mình không cần kháng cáo nhưng mà vẫn được xem xét để giảm nhẹ án nếu như mà mình có được những tình tiết mới. Quý vị thấy không? Chỉ cái luật sư mới đi cùng với thân chủ của mình để hướng dẫn thân chủ mình để làm cái chuyện đó. Mặc dù chị Hằng không kháng cáo, viện kiểm sát không kháng nghị, nhưng mà chị Hằng vẫn có tình tiết mới là người ta xem xét đấy thôi. Ha. Tôi nghe vụ mà giám đốc thẩm xong tôi cũng tá hỏa tâm tinh luôn. Tôi ngồi tôi coi lại hồ sơ vụ án, tại tôi giữ phiên tòa sơ thẩm mà. Tôi giữ phiên sơ thẩm. Tôi nghe cái vụ mà đề nghị là giám đốc thẩm cái tôi giật mình liền, trời ơi. Cái con bé sinh viên này nó phát hiện điều gì hay sao ta? Cái tôi coi lại tôi nói, ủa cũng đúng hết mà, đâu có sai gì đâu. Cái tôi nói à, con bé này xạo rồi. Đúng không? Trời ơi, con bé. Quá xạo luôn. Giám đốc thẩm rồi chưa đâu quý vị, người ta gửi lên hai nơi thôi, gửi lên là chánh án tòa án tối cao, viện trưởng viện sát tối cao thôi, không gửi luôn cả ủy ban và quốc hội nữa. Trời đất, quỷ thần ơi, ủy ban quốc hội thì liên quan gì chuyện này? Học luật là phải biết ngành tư pháp nó khác với ngành lập pháp, đúng không? Ngành tư pháp là viện kiểm sát, là tòa án, người ta mới là giám đốc thẩm và tái thẩm. Còn ở bên ủy ban, bên quốc hội, ở bên đó người ta là lập pháp, bà ơi. Bên đó thì liên quan gì đến bên tư pháp mà gửi đơn lên trên là bên ủy ban quốc hội. Trời đất ơi. Hồi đó học cái môn, hồi đó học cái môn gì? Tôi học lâu quá tôi không nhớ. Học cái môn là tố tụng. Học cái môn tố tụng với là lý luận nhà nước pháp luật, học ở đâu mà bây giờ là không phân biệt được giữa cơ quan tư pháp và cơ quan lập pháp nữa. Trời đất ơi, không lẽ bây giờ muốn khiếu nại bác sĩ mà gửi đơn qua bên Sở Tài nguyên Môi trường, ai xử cho, đúng không? Ông bác sĩ khám bệnh mình á, là ông kê tôi đưa cái đơn thuốc sai thì mình phải gửi lên là Sở Y tế chứ, đúng chưa? Tự nhiên ổng mà khám bệnh mình kê thuốc sai rồi mình gửi đơn khiếu nại lên Sở Tài nguyên Môi trường, ai xử? Trời đất ơi, gửi luôn cả ủy ban gì quốc hội nữa, quốc hội thì liên quan gì chuyện này? Quá trời quá đất luôn thiệt, không tưởng tượng nổi. Quá gì chưa ra trường được là đúng rồi đó. Tôi muốn tôi làm đơn kiến nghị trường không cấp bằng luôn. Quá trời quá đất. Tự nhiên giám đốc thẩm mà gửi vào quốc hội, đâu ở đây? Thà không nói chứ còn nói phải đúng. Ví dụ quý vị thấy nè, khi ví dụ quý vị đặt các câu hỏi cho tôi thì những vụ việc nào, những vụ án nào mà tôi đã có kinh qua, tôi đã làm qua, tôi có kinh nghiệm về nó, tôi biết về nó thì tôi mới chia sẻ với quý vị, đúng không? Cái này phải rõ ràng với nhau. Ở đây có rất nhiều khán giả là thân chủ của tôi nữa. Còn cái nào mà thường quý vị hay hỏi mà tôi chưa kinh qua thì tôi nói chuyện này tôi chưa nghiên cứu, hoặc là tôi nói tôi chỉ chia sẻ được ở góc độ là cái nhận định của tôi thôi, chứ tôi không dám tư vấn cho quý vị. Đồng ý với tôi không? Tôi nói rất nhiều trường hợp như vậy bởi vì bản thân kiến thức con người là vô, là bị giới hạn. Mình không phải là một cái bách khoa toàn thư, cho nên những gì mình biết thì mình nói, không biết thì thôi. Mình không nói thì người ta nghĩ là mình biết. Như vậy thôi là được rồi. Đừng bao giờ đi mình đi nói, mình nói sai cái tết quốc à. Ha. Trời đất ơi. Bây giờ tôi mới phát hiện ra.
gửi đơn giám đốc thẩm mà gửi lên qua quốc hội nữa, ông thần ơi. Chưa, còn nữa, còn nữa gì, còn nữa, còn nữa. Tôi quên nói phần này. Đây, đề nghị là hai mươi mấy vị thẩm phán của tòa tối cao xét duyệt lại luôn. Lại càng sai nữa. Xin thưa với quý vị, một cái phiên xét xử, một cái phiên họp về giám đốc thẩm là chỉ có 5 người trong hội đồng thẩm phán tòa án tối cao thôi, chứ không phải hai mấy người. Hai mươi mấy người là hết toàn vẹn, giống như vụ Hồ Duy Hải đó, là chỉ dành cho những vụ án cực kỳ là phức tạp. Ví dụ vụ Hồ Duy Hải thì mới là toàn thể cái hội đồng thẩm phán tòa tối cao họ mới xem xét, đúng không? Còn bây giờ á, bất kỳ vụ án nào mà cũng hết toàn thể hết vậy, các vị trên đó đâu có xử được, bởi vì người ta còn việc khác nữa, đúng không? Không lẽ nguyên cái tòa cấp tòa tối cao đó xử có vụ này hai mấy người? Trời đất ơi, một phiên xét xử, một phiên họp của hội đồng thẩm phán tòa án tối cao dành cho một phiên của giám đốc thẩm chỉ có 5 người thôi, để họ còn phân bổ ra, họ còn làm những vụ khác nữa, chứ làm gì có chuyện mà hai mấy người ngồi xem có bản án của mình. Mình nghĩ mình là ai vậy? Đề nghị coi dùm cho tôi là luật tố tụng nha, quy định rất rõ luôn. Quá trời quá đất. Coi trong là ủy ban của hội đồng thẩm phán tòa án tối cao đó, là ủy ban đó, cử ra có 5 người thôi, họp phiên giám đốc thẩm nha, chứ không phải hai mấy người. Quá trời quá đất luôn. Đó, vậy á, sinh viên đó, ví dụ căn cứ nè, điểm A khoảng 2 nè, điều 266 nè. Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao, giám đốc thẩm bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án nhân dân cấp cao khi bị kháng nghị như sau. A. Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xem xét giám đốc thẩm bằng hội đồng xét xử gồm 5 thẩm phán đối với bản án quyết định của tòa án nhân dân cấp cao khi bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Toàn thể hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xem xét giám đốc thẩm đối với bản án có hiệu lực pháp luật quy định điểm A khoản này nhưng có tính chất phức tạp, đúng không? Trời ơi, vụ án này có gì đâu mà phức tạp đâu, mà hai mấy người. Khi mà mình muốn phát biểu gì thì mình tìm hiểu, mình có luật sư rồi, mình nhờ luật sư mình tư vấn cho mình trước mình phát biểu, đâu mà phát biểu. Trời đất không, tôi đọc xong tôi ná thở luôn. Tôi nói hồi xưa tôi học hồi xưa tôi học cũng cứng lắm mà sao giờ sinh viên nó kỳ không biết nữa. Nó vậy tội nghiệp cho mấy em sinh viên, mấy em học hành đàng hoàng tội nghiệp cho mấy nó. Ở đây tôi nói chỉ sinh viên trong ngoặc kép là giới hạn một số người nha, để mất công là trúng tụi nó khiếu nại tôi nữa nha quý vị. Tôi nói là trong trường hợp một số người thôi nha, chứ mất công mà nói hết sinh viên rồi tụi nó khiếu nại tôi nữa. Có những đứa nó học giỏi lắm, nó học đàng hoàng tại vì tụi nó học có một trường hà, tụi nó bỏ hết tâm huyết ra để tụi nó học có một trường thôi, để tụi nó là sáng đi học chiều thực hành. Còn người ta giỏi quá, người ta sáng học y chiều học luật, sáng học y chiều học luật, tối đi kinh doanh làm CEO nữa, nhiều khi tối dạy thêm nữa. Người ta giỏi quá người ta giỏi quá, người ta làm sáng học y chiều học luật, tối dạy thêm nữa, quá giỏi, xuất sắc đó. Xin thưa quý vị rằng là sẽ có làm đơn giám đốc thẩm đó ha, nhưng mà lá đơn đó được thụ lý hay không, được xem xét hay không, và viết đơn thì rõ ràng phải chứng minh cho bằng được vụ án này là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng mới được xem xét nha ha. Mà nên nhớ nè, ông chánh án Nguyễn Hòa Bình với ông Lê Minh Tý xem đó, viết làm sao cho viết nha, viết làm sao mà hai ông đó mà chấp nhận được á. Rồi, câu chuyện thứ hai muốn chia sẻ với quý vị là cũng về cái lòng tham mà một số người đi chia thừa kế, hưởng thừa kế đã cố ý làm trái pháp luật và họ đã bị bắt khởi tố tạm giam nha quý vị. Đây là một trong những cái trường hợp mà rất hay xảy ra ở ngoài xã hội. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta không có khai cái người này người kia trong hàng thừa kế để mình đi hưởng thừa kế, và cuối cùng sự việc nó dở lỡ ra, mình không kê khai họ vào,
và vô tình mình đã bị cơ quan chức năng khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bài báo được đăng trên báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, trang báo mới. Bắt giam luật sư, cán bộ phường giả chữ ký giấy tờ để bán nhà thừa kế. Ngày 5 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Doãn Tấn, Võ Doãn Mỹ Thạnh, Võ Doãn Mỹ Phước tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Minh Thái, Nguyễn Đức Hải tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ, Nguyễn Đắc Công tội giả mạo trong công tác. Trong đó, bị can Lê Minh Thái là luật sư, còn Nguyễn Đắc Công nguyên là cán bộ Ủy ban Nhân dân phường 6, quận Bình Thạnh. Theo hồ sơ vụ án, Võ Doãn Mỹ Phước và Võ Doãn Mỹ Thạnh và Võ Doãn Tấn là ba trong số 11 người hưởng di sản thừa kế căn nhà số 270 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh. Ba người này sống ở Việt Nam, 8 người còn lại sinh sống ở nước ngoài. Cuối năm 2016, Tấn bàn bạc với Phước và Thạnh sang tên căn nhà 270A Bạch Đằng cho ba người đứng tên rồi bán lấy tiền chia ba. Có nghĩa là 11 người thừa kế nhưng 8 người ở nước ngoài, 3 người ở Việt Nam. Thì ba người đó bàn bạc với nhau làm sao mà lấy thừa kế để bán và chia ra, bỏ quên 8 người ở nước ngoài luôn. Tấn thuê luật sư Minh Thái làm thủ tục với chi phí là 1,6 tỷ đồng. Để hợp thức hóa hồ sơ, luật sư Thái cùng nhân viên tên Nguyễn Đắc Đức Hải đã soạn thảo giấy cam kết làm giả chữ ký 8 người có quyền hưởng thừa kế căn nhà số 270A Bạch Đằng đang sống ở nước ngoài, với nội dung 8 người này từ chối nhận di sản thừa kế. Để thực hiện, Thái móc nối với cán bộ văn thư lưu trữ thuộc Ủy ban Nhân dân phường 6, quận Bình Thạnh và Nguyễn Đắc Công. Công đã giả mạo chữ ký của lãnh đạo phường rồi dùng mộc do Công trực tiếp quản lý đóng dấu vào chữ ký giả làm ở phường, soạn văn bản rồi giả mạo chữ ký của lãnh đạo, rồi do là mình quản lý con dấu mà đóng mộc vô luôn. Luật sư Thái còn nhờ Công chứng thực sao y trái với quy định nhiều giấy tờ khác để nhằm hoàn tất thủ tục bán căn nhà 270A Bạch Đằng. Đến tháng 7 năm 2017, Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh phát hiện hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên yêu cầu cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh xử lý. Cơ quan điều tra đã thông báo cho Tấn, Thạnh và Phước biết giấy cam kết từ chối nhận di sản thừa kế của 8 người đang ở nước ngoài là do Nguyễn Đắc Công làm giả chữ ký và chứng thực. Tuy nhiên, do không muốn trả lại số tiền, do không muốn lấy tiền bán hết rồi, do không muốn trả lại số tiền, nên là Tấn, Thạnh và Phước tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật, yêu cầu tòa án khai tử 8 người thân nhằm hợp thức hóa việc bán nhà. Chưa tới luôn. Hồi xưa đó, giả chữ ký người ta đóng mộc để cho từ chối hưởng di sản thừa kế. Bây giờ khi sự việc phát hiện ra, yêu cầu tòa án khai tử luôn mấy người ở nước ngoài luôn. Khủng khiếp chưa? Lòng tham thôi. Quá trình điều tra, Công an đã xác định Tấn, Thạnh, Phước biết hành vi của luật sư Lê Minh Thái là gian dối, không đúng quy định của pháp luật, nhưng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra để đạt được mục đích sang tên sở hữu căn nhà 270A Bạch Đằng. Còn Lê Minh Thái vì lợi ích cá nhân đã chỉ đạo Nguyễn Đức Hải làm giả nhiều giấy tờ giúp cho Tấn, Thạnh và Phước chiếm đoạt căn nhà. Đồng thời, Thái đã 4 lần đưa hối lộ cho Nguyễn Đắc Công, tổng cộng 6 triệu đồng. Nguyễn Đắc Công đã lợi dụng nhiệm vụ là văn thư đóng dấu kiêm nhiệm chứng thực, nhận tiền của luật sư Lê Minh Thái để thực hiện theo yêu cầu. Khi lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường 6 không ký hồ sơ, Công đã làm giả chữ ký rồi dùng mộc đóng dấu xác nhận. Với những tài liệu chứng cứ thu thập nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra quận Bình Thạnh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Doãn Tấn, Võ Doãn Mỹ Thạnh, Võ Doãn Mỹ Phước tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an bắt giam luật sư Lê Minh Thái, Nguyễn Đức Hải về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội đưa hối lộ, Nguyễn Đắc Công tội giả mạo trong công tác. Đấy, quý vị thấy không? Những người nào đang là hàng thừa kế thì phải liên hệ với hàng thừa kế cùng hàng với mình để khai nhận di sản thừa kế.
đừng có bao giờ làm giả hồ sơ hoặc là bỏ sót tên của người ta ra, rồi lúc đó mình lại là cái người bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó nha. Đó là lời khuyên của tôi dành cho mọi người. À, mà tôi chưa kể quý vị nghe, tôi có nghe thông tin phong phanh ha. Chính người ta có bà mẹ nuôi cấp bự lắm, cấp bự dữ lắm đó, mẹ nuôi mà cấp khủng khiếp lắm kìa, không tưởng tượng nổi luôn. Quý vị biết không, trời ơi, mẹ nuôi người ta là cấp khủng khiếp lắm. Nói gì nói chứ ai mà biết con bé đó kêu nó qua tôi giết giùm cho nó đơn giá đốc thẩm miễn phí. Nói gì nói gì nói giúp cho em sinh viên nó làm được lá đơn giá đốc thẩm, chứ tôi giết nhiều rồi, em nó chắc chưa học tới khúc này đâu. Tôi giết giùm cho lá đơn giám đốc thẩm. Em nó 48 gì? Sao? Em nó 48 tuổi nè, sinh viên. Rồi, tôi xong câu chuyện hôm nay rồi đó, hai câu chuyện. Câu chuyện cuối cùng là tâm linh giúp tôi xả vai luật sư rồi nha, tôi xả vai rồi. Hết làm luật sư rồi. Bởi vì luật sư nãy giờ nói pháp luật không rồi. Bây giờ nè, chuyện tâm linh nè. Quý vị có biết á, chị Hằng á là bà vô phiên tòa này xong rồi á bà cười hoài. Có lý do các bạn, đúng không? Nhưng mà quý vị biết là tại sao á, thời tiết ở miền Nam này đó, bà Hằng cho dù bà thay 2-3 cái áo luôn đi, nhưng mà biển cái nè, áo nào của bà mặc cũng thoải mái hết, bởi vì là mặc có một áo thôi. Tân nè, Nhi nè, Hà nè, anh Quân nè cũng mặc có một chiếc áo thôi. Quý vị biết thời tiết ở miền Nam này á, nó nóng nực lắm, nó không phải như mấy miền ngoài. Tôi nói ví dụ đi, miền Trung á, thì lâu lâu cũng có là bão lụt, đúng không? Đó là cái thiên tai. Tôi không có dám nói chuyện thiên tai ở đây. Thì dù sao á, nó cũng còn có khí hậu, lâu lâu cũng còn có mát mẻ một chút. Cái chuyện nắng nóng là hiển nhiên nha. Tôi nói chuyện nắng nóng là hiển nhiên, chứ tôi không có nói bác bỏ cái chuyện đó. Nắng nóng miền Trung là nắng đổ lửa thì tôi biết cái chuyện đó, nhưng mà lâu lâu cũng có những cái chuyện mà bão lụt thì thiên tai đó cũng có những cái lúc mà mình lạnh. Miền Bắc á, thì nó lạnh đúng rồi, miền Bắc có bao gồm là bốn mùa là xuân hạ thu đông, đúng không? Những cái mùa mà lạnh miền Bắc á, là lạnh rét luôn, lạnh run luôn, thì người ta mới là quàng cái chiếc khăn gió ấm, quý vị biết không, quàng lên người chiếc khăn mà đeo cổ đó của Khánh Phương hát cái bài và chiếc khăn gió ấm đó, ở bên kia bầu trời ở bên đây cũng là bầu trời, quý vị nhớ không? Thì đang nói ở góc độ là ở bên đây bầu trời là ở Việt Nam, bên kia bầu trời là thường hay nói là ở phương Tây là trời lạnh, thì mới là quàng lên chiếc khăn gió ấm. Trời đất quỷ thần ơi, miền Nam cũng ra tòa đeo chiếc khăn gió ấm nữa. Alo. Trời đất quỷ thần ơi, ở cái miền Tây, miền Nam này nó nóng nực muốn chết, 37, 38 độ mà đeo chiếc khăn gió ấm. Đó, chính chiếc khăn đó, chính chiếc khăn đó đã làm cho em là không thoải mái đó, rồi làm cho em là có những cái chuyện nó không có tốt đó. Vì thế đúng không? Thời tiết miền Nam nó nực muốn chết luôn, mà đi hoàng chiếc khăn gió ấm vô, tôi tưởng đó ở Seoul chứ không phải miền Tây Sài Gòn. Có cái chị Ngọc Phương nè, trời ơi tôi đã xả dai rồi ông thần ơi, tôi xả dai rồi, nãy giờ tôi nói pháp luật không mà, người ta xin phép trước rồi chứ bộ.
Rồi tôi xong rồi quý vị. Đó quý vị để ý đi, có chiếc khăn gió ấm ở ngoài tòa đó, với thời tiết 37 38 độ đeo chiếc khăn gió ấm. Mình không ấm chiếc khăn cũng làm cho mình ấm nữa. Rồi tôi chia sẻ hôm nay quý vị xong rồi đó. Có anh chị nào đã có hỏi giao lưu không, mình cùng nhau chia sẻ khoảng 5-10 phút nữa ha. Quá trời quá đất luôn, giám đốc Thẩm quá khủng khiếp. Có một chị Mai Hà mới hỏi nè. Nếu mà có người đó bé đó vu khống thẩm phán thì có bị xử lý không? Có sao không có, vu khống cái đó là sai đó, là làm nhục người đang thi hành công vụ đó, không có đơn giản đâu nha, tôi nói đúng pháp luật nha. Những gì mà pháp luật đã quy định mà đã có hiệu lực pháp luật rồi mà vẫn cố tình nói sai sự thật đó, là bị xử lý đấy. À, chuyện tâm linh thứ hai tôi mới nhớ ra nè, chủ tọa kêu nhầm là bị cáo đúng không, chuyện tâm linh không đùa được đâu nha. Thiệt, có những chuyện quý vị, tôi làm luật sư tôi không có tin cái chuyện tâm linh. À, cái đó phải rõ ràng, nói có sách mách có chứng, chứng cứ rõ ràng mình mới làm, chứ không đi nói miệng được. Nhưng mà nói đi phải nói lại nè, chuyện tâm linh đôi khi không đùa được đâu. À, ông thẩm phán ông gọi thì khi ông quen miệng thôi, thì tại vì đang gọi là anh Quân đồ này kia hay là Nhi Hà Tân đó, thì mình đang tiếp xúc với vai trò là mình là một người thầy thẩm phán. Mình gọi bị can bị cáo ở dưới tòa, gọi riết rồi cái quen miệng đúng không, quen miệng là cái gọi luôn là bị cáo luôn. Có những chuyện tâm linh dữ lắm, không có đơn giản đâu nha quý vị. Có chị Nụ Hồng mong manh nè, lâu rồi không gặp luật sư. Nay gặp lại luật sư vẫn xinh lung linh như ngày nào. Đấy, tại sao chị bỏ luật sư? Rồi đất ơi, tôi cũng ngày nào cũng lên là nói chuyện với mọi người, để chia sẻ với mọi người mà. Tại chị bỏ luật sư đó. Có cái anh chị Những Chuyến Đi nè, nhiều khi ổng gọi trước cho quen thôi thì cũng có vẻ hợp lý ha, cũng có vẻ hợp lý. Mà tôi thấy xử thì thôi ở trong tòa đi, còn trưa nắng nóng mà đi ra ngồi đối chất với YouTuber nữa, trời đất ơi. Trưa nắng nóng mình ngồi trong tòa cho nó mát, trưa còn ra quay YouTuber nữa, để phiền phức cho mấy anh công an, mấy anh bảo vệ mới kêu đi vô.
Rồi cái chuyện nữa nè, cái chỗ chị Hằng đi, bà đi xe gì thì thôi kệ bà đi, cũng có ảnh hưởng tới ai đâu. Bà đi xe hơi, bà đi xe 16 chỗ, bà đi xe 50 chỗ thì đó là cái chuyện của bà, cũng đâu ảnh hưởng tới ai đâu, cũng ý kiến đúng không, cũng ý kiến. Mà tôi thấy cái chuyện đó đâu ảnh hưởng đến đến cái bản chất của phiên tòa đâu. Mình phải tập trung vô bản chất của phiên tòa để giải quyết cái mâu thuẫn của mình trong vụ án thì mình mới thắng được phiên tòa. Tôi kinh nghiệm tôi thấy nè, khi mà tôi tư vấn thân chủ đó thì thân chủ thường hay nói những cái vấn đề nó lan man bên ngoài đó, mà cái chính họ không tập trung, cái chính mình nói họ không chịu hiểu, mà họ cứ đi tập trung những cái lan man không à, là những cái tâm sự, là những cái nó liên quan đến tình cảm, nó liên quan đến những cái nó khó chịu. Nhưng mà những cái đó nó không giải quyết được cho thân chủ trong vụ án của họ. Đấy, thông thường là tôi gặp thân chủ là tôi bỏ những cái chuyện lan man ra bên ngoài đi, mình tập trung chính vào nội dung của mình thôi, như vậy mình mới có cơ hội thắng người ta. Chứ bây giờ mình ra tòa mà để ý bà đó tóc vàng thấy ghét, bà tóc vàng hay tóc đen gì đâu ảnh hưởng đến vụ án của mình ở phiên tòa đâu, rồi bà có xương móng tay móng chân cũng đâu ảnh hưởng đến cái việc mình đang kiện bà, rồi bà có là nheo mắt chu mày chu mỏ cũng đâu ảnh hưởng đến cái bản án của mình đang xử với bà, đúng không quý vị? Mà cứ ra mà cứ nói bả về cái chuyện mà móng tay móng chân tóc không tỏ, nói chuyện đó của người ta, cái vụ kiện của bà đang xử, bà chứng cứ bà đâu thì nó không có thì thua liền, đúng không? Cho nên vấn đề đặt ra là gì, khi tham gia ở một phiên tòa là phải biết chủ đề chính của mình trong phiên tòa này là gì, là chứng cứ, là nội dung khởi kiện, chứ không phải ra tòa nhỏ tóc vàng tôi không kiện nữa, tôi về về thua người ta rồi, đúng không? Thậm chí tôi thường hay nói với quý vị còn nhớ không, tôi nói ra tòa đó đôi khi mình chấp nhận mình thua thiệt người ta một chút để chi, mình biết mình không có sai đó, nhưng mình cứ nói mình sai đi để chi, để mình nhường một bước, để mình thắng được cái phiên tòa, xong rồi mình bước ra khỏi phiên tòa mình muốn nói gì mình nói, hồi nãy trong tòa mình xin lỗi nó, mình thắng bằng bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án xong rồi mình bước ra khỏi phiên tòa, vị thế mình nó khác. Lúc đó mình nói hồi nãy tôi xin lỗi ông, bây giờ tôi rút lại nha, tôi nói chuyện khác, ai làm gì được mình, đúng chưa? Ở phiên tòa là cái nơi mà để mình giành chiến thắng, để mình là tranh đấu, chứ không phải phiên tòa là cái nơi mình đi xăm soi những cái chuyện nó bên lề thì làm sao mình thắng được, đúng không quý vị? À, có cái bạn Hải Đồng Vương nói là bé con bé nó lên clip mới à, cái clip con bé nó vừa lên đó, đó là vài bữa là bị chụp cái clip đó, đó. Nói tầm bậy tầm bạ, clip 13 phút clip 13 phút đó. Vài bữa con bé nó bị chụp clip đó đó. Mà quý vị thấy cái tình cảm mà chỗ chị Hằng bà choàng cái tay qua chỗ cô Nhi á, không choàng cái tay qua chỗ Thu Hà với chỗ cô Nhi á, quý vị thấy tình cảm quá ha. Tôi nhìn tấm hình đó đó là tôi biết được cái tình cảm của chị Hằng, tại thằng Tân ở xa quá thì chị Hằng bà cũng tay bà cũng thời vừa choàng qua hai người thôi, chứ sao mà chị Hằng bà choàng qua tới thằng Tân được, đúng không? Nếu choàng được tôi cũng nghĩ rằng là chị Hằng choàng tới thằng Tân đó. Nhưng bản thân ở đây á, cái choàng tay đó đó là cái choàng tay của sự yêu thương, cái choàng tay đó là của sự xin lỗi, cái choàng tay đó là của cái sự ấm áp, và cái choàng tay đó là cái choàng tay của sự đảm bảo cho tụi nhỏ. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Cái choàng tay đó nó nhiều ý nghĩa, cái choàng tay đó là vì cô mà ảnh hưởng tụi con,
Cái tròn tay đó là các con cứ yên tâm, chuyện gì cô sẽ lo. Cái tròn tay đó là sự xin lỗi các em. Đúng không? Và cái tròn tay đó là đã chứng minh một điều là tụi nhỏ đó nó chọn đúng chủ của nó. Cái tròn tay đó rất ý nghĩa nha quý vị. Rất ý nghĩa. Cho nên đó là lý do vì sao tôi lấy tấm hình đó tôi đưa lên. Và tôi nói rằng đây chính là cái tấm hình thể hiện cái tính nhân văn rất cao. À, rất cao. Trời ơi, tôi nay tôi có ông đồng nghiệp của tôi, ông anh đồng nghiệp của tôi vô nè. Chào anh Lý. Ồ, chị Hiền Nguyễn, xin chào Sói ca. Ồ, chào Sói tỷ. Mà nói gì nói nói chung là mấy đứa mà chỗ của chị Hằng á, mấy đứa đó dễ thương thiệt. Quý vị tiếp xúc đi, nhất là chỗ của Nhi á. Nhi nói chuyện rất hiền và rất dễ thương. Bởi vì tôi có gặp Nhi trước khi ra tòa, tôi có gặp Nhi trước khi ra tòa khoảng khoảng 6-7 tháng gì đó, 6-7 tháng tôi có gặp trực tiếp Nhi và chia sẻ thêm như quý vị. Cái chuyện này đúng ra là tôi là người bào chữa cho Nhi đó. Thật, đúng ra tôi là người bào chữa cho Nhi đó. Nhưng mà cuối cùng là tôi là được phân công, tôi làm nhiệm vụ là tôi bào chữa cho anh Kim. Chứ đúng ra tôi bào chữa cho Nhi đó. Quý vị có thể hỏi anh Kim, quý vị biết. Anh chị Hải Thân có nói là cái tròn tay đảm bảo tương lai cả đời dư thừa sung túc, thì cái đó là đúng. Nhưng mà tôi nhìn ở một góc độ khác. Đúng, anh nói là đúng rồi, không có sai. Nhưng mà tôi nhìn rộng hơn chút nữa. Cái tròn tay đó là cái tròn tay của những người thân của nhau, những người nhà của nhau. Và quý vị biết rồi, chị Hằng bái rất sống rất tình cảm. Thiệt. Chị Hằng sống rất là tình cảm. Và cái tròn tay đó là cái tròn tay của sự yêu thương ha. Dĩ nhiên đã yêu thương rồi thì cái chuyện mà đảm bảo cho cái cuộc sống của tụi nhỏ là chuyện đó bình thường. Bình thường. Chị Lan Lê nói nghe cười nội thương luôn. Tôi đọc xong rồi tôi còn muốn nội thương luôn nữa. Sau khi mà tôi mà đọc xong cái bài gọi là cái cáo trạng dài tới 10 cái cũng 2 trang à. Cáo trạng mới đăng sáng nay. Tôi còn nội thương luôn nữa mà. Có chị Mina 368 có hỏi luật sư cho hỏi là khi nào mới thi hành án của ba trợ lý.
Thật ra đó là nguyên tắc là phải chờ cái tòa nó ra quyết định là thi hành án. Alo. Rồi rồi rồi. Rồi. Thật ra đó là phải chờ tòa ra quyết định để thi hành án để sắp xếp trại giam. Thông thường là khoảng 1 tháng đến 2 tháng. Rồi lúc đó xem xét coi là bị cáo lúc này trở thành phạm nhân rồi đó, họ có các điều kiện để xin là quản chấp hành án hay không nữa ha, nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm chị. Rồi thôi, tối hôm nay tôi ngừng ở đây ha quý vị, hẹn quý vị vào ngày mai. Tôi sẽ thấy những thông tin nào mới hay, vụ án của chị Hằng, vụ án của bà Trương Mỹ Lan hay là vụ án của Hồng Loan, thì vụ án nào hay có tính pháp lý tôi sẽ chia sẻ với quý vị ha. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Anh chị nào có nhu cầu liên hệ với tôi đặt lịch tư vấn pháp luật trực tiếp cho vụ án của mình đã gặp phải, hoặc là có thể nhờ tôi tham gia bào chữa vụ án nào đó, có thể liên hệ với tôi thông qua số điện thoại 0899508487. Một là quý vị gặp tôi, hai gặp luật sư Hiền, bà xã tôi sẽ là người tiếp kiện với quý vị. Xin chúc mọi người ngủ ngon, xin chào và hẹn gặp lại.